Bản tin COVID-19 ngày 10 tháng 10 cho biết, tính từ 17 giờ ngày 9 tháng 10 đến 17 giờ ngày 10 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.528 ca nhiễm mới, 21.398 ca khỏi bệnh. Trong ngày, cả nước ghi nhận 113 ca tử vong tại 11 tỉnh thành phố, nâng tổng số ca COVID-19 tử vong lên 20.555 ca. Thông tin về 3.528 ca nhiễm mới được công bố vào chiều 10 tháng 10 như sau. 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 3.513 ca ghi nhận trong nước, giảm 999 ca so với ngày trước đó tại 41 tỉnh thành phố, có 1.211 ca trong cộng đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 1.067 ca, Bình Dương 782 ca, Đồng Nai 662 ca, An Giang 128 ca, Bình Thuận 109 ca, Kiên Giang 94 ca, Long An 77 ca, Tiền Giang 64 ca, Tây Ninh 59 ca, Cà Mau 48 ca, Cần Thơ 41 ca, Khánh Hòa 40 ca, Đồng Tháp 39 ca, Bạc Liêu 38 ca, Hậu Giang 30 ca, Trà Vinh 29 ca, Gia Lai 25 ca, Hà Nam 22 ca, Hà Giang 18 ca, Bình Phước 16 ca, Thanh Hóa 14 ca, Quảng Trị 14 ca, Quảng Ngãi 12 ca, Bến Tre 12 ca, Ninh Thuận 12 ca, Đắk Nông 11 ca, Vĩnh Long 10 ca, Bình Định 7 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 6 ca, Phú Yên 5 ca, Vĩnh Phúc 5 ca, Quảng Nam 3 ca, Thừa Thiên Huế 2 ca, Hải Dương 2 ca, Bắc Ninh 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Lai Châu 2 ca, Hà Nội 1 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Sơn La 1 ca, Kon Tum 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm thành phố Hồ Chí Minh giảm 595 ca, Sóc Trăng giảm 192 ca, An Giang giảm 180 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Đồng Nai tăng 87 ca, Cần Thơ tăng 23 ca, Trà Vinh tăng 21 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 4.435 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 839.662 ca nhiễm, đứng thứ 41 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.529 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 835.036 ca. Trong đó có 779.382 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình. Có 12 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này gồm thành phố Hồ Chí Minh 410.128 ca, Bình Dương 222.082 ca, Đồng Nai 54.989 ca, Long An 33.303 ca, Tiền Giang 14.541 ca. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 21.398 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 782.199 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.391 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 788 ca. Thở máy không xâm lấn 145 ca. Thở máy xâm lấn 668 ca. ECMO 22 ca. Trong ngày, cả nước ghi nhận 113 ca tử vong tại 11 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh 82 ca, Bình Dương 12 ca, Ninh Thuận 6 ca, Long An 4 ca, Đồng Nai 3 ca, Tây Ninh 1 ca, Bình Phước 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Đắk Lắk 1 ca, Cà Mau 1 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 119 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.555 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.
So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 174.669 xét nghiệm cho 351.495 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 20.074.468 mẫu cho 55.969.267 lượt người. Trong ngày 9 tháng 10, có 1.284.099 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 53.231.969 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 38.259.436 liều. Tiêm mũi 2 là 14.972.533 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.